lại các bạn. Mình tên là Nguyễn Thế Duy và hiện tại mình là người sáng lập ra Vườn Ươm Doanh Nhân Bee Training. Và hôm nay mình muốn online lên cái kênh BTV này để mình chia sẻ với các bạn một cái câu chuyện mà mình mới nhận trong email cách đây mấy ngày. Một bạn đó tên là bạn Minh Lý. Mình kể cái câu chuyện để truyền cái có thể là bạn nghe cái câu chuyện này, bạn sẽ có một cái giải pháp gì đó cho cái công việc hiện tại của bạn. Bạn tên là Minh Lý, bạn nữ, bạn biết đến mình năm 2010. Bạn nói là thời đó là bạn đang là sinh viên. Thì tình cờ có một người bạn rủ bạn đi học làm chủ. Hồi đó bạn nói trời ơi, làm chủ cái gì, nó là làm chủ doanh nghiệp. Bạn nói là nó hoàn toàn nó không nằm trong ý nghĩ của bạn, là một người dân tỉnh mà vào Sài Gòn đi học mà. Thì lúc đó cũng không có định đi học đâu, mà cái người bạn kéo đi và thế là bắt đầu bạn đi học. Và trong cái lớp học làm cho bạn vỡ ra rất là nhiều điều. Hóa ra không phải chúng ta đi học để ra chúng ta xin việc, mà chúng ta đi học để chúng ta ra chúng ta làm chủ một cái doanh nghiệp cho mình. Và khi mà bạn học những lớp các bạn đó, bạn thấy nó như vậy thì bạn về bạn nói là bắt đầu từ đó cái hạt mầm suy nghĩ đó nó đã gieo vào trong đầu bạn, và bạn cứ khát khao rồi bạn ra bạn làm. Bạn cứ suy nghĩ trong đầu là ra là chúng ta phải làm chủ doanh nghiệp thôi. Và trong quá trình đi học đó thì cha mẹ gửi tiền vào, bạn cố gắng để dành học phí để đi học kinh doanh theo các cái khóa học của mình. Bạn nói là phải tiện tặng lại, ban đêm phải đi làm thêm. Bạn làm thêm là không phải làm cho ai, bạn phải đi bán, bạn mang nem, bạn đi bán cái quán nhậu. Bạn kêu những cái ngày tháng đó tự đi làm á, bạn kêu bạn cảm ơn những cái ngày tháng đó, nó lớn lên rất là nhiều, nó giúp cho bạn biết rất là nhiều điều. Bạn mới lấy chia sẻ vậy á. Đã lâu lắm rồi không gặp bạn, hôm qua tự nhiên cách đây mấy ngày tự nhiên bạn nhận cái, bạn gửi cái mail cho mình. Và cái điều đó nó làm cho bạn cái thời gian học đại học bạn có mục tiêu rất là rõ ràng, là học mọi thứ không phải để giỏi, mà học mọi thứ để ra làm kinh doanh, vừa đi học trường đại học để lấy bằng, để phục vụ cho cái, để đáp ứng được nguyện vọng của ba mẹ. Tuy nhiên vừa phải tranh thủ cuối tuần đi chạy về Bee Training để học những khóa học làm kinh doanh. Bạn cứ hồi đó học thôi, không có làm nên nó chỉ biết ngắm và máu thôi, chỉ có biết buổi tối đi thực hành bán hàng buổi tối thôi, mà cái điều đó nó nóng vào trong máu của bạn. Tới năm 2012 là bạn ra trường và bạn cứ rất là tuyệt vời. Lúc đó bao nhiêu bạn quan sát bao nhiêu người bạn của bạn chuẩn bị hồ sơ để đi xin việc, rồi có người thì đi phỏng vấn công ty này công ty kia. Bạn nói là bạn không hề có một cái ý định gì để đi xin việc hết, và bạn biết rằng là đây là cái thời điểm thích hợp để chúng ta bắt tay vào kinh doanh. Thì ba mẹ gửi tiền vô mua xe máy, thì bạn không mua xe máy, bạn dành toàn bộ số tiền đó. Hồi đó bạn nói là ba mẹ bạn gửi mười mấy triệu á, thì bạn quyết định là bạn dành toàn bộ số tiền đó để bạn quyết định ra khởi nghiệp. Bạn nói những cái kiến thức khởi nghiệp, những kiến thức làm chủ nghiệp nó sống trong cái con người của bạn rất là mạnh liệt. Và những cái kiến thức trong lớp học á, nó giúp cho bạn bắt đầu từ đâu. Và bạn nói rằng là hồi cái học đã biết rồi, tức là bạn thành lập website, tự mày mò website, đi các cái chợ tìm các cái lĩnh vực thời trang. Bạn nói là những cái mẫu thời trang, có những cái mẫu nữ cho cái tuổi teen nhất, cái độ tuổi của bạn á, nó mang tính rất là cá tính, rất là độc đáo theo cái phong cách của phương Tây. Bạn lặn lội, bạn chọn lựa từng cái áo một rồi bạn đưa lên website. Bạn chọn lên Zalo, toàn bộ những đó là thời sinh viên bạn đã tới và bạn đã học và bạn biết cách bạn, chứ bây giờ là chỉ có áp dụng vô thôi. Và rất là tuyệt vời, cái đơn hàng đầu tiên bạn bán hết. Thực sự cái đơn hàng đầu tiên bạn lấy nó chỉ tốn khoảng gần 7 triệu thôi,
và bạn bán hết cái đợt hàng đó bạn lãi được 2 triệu à, và cái số tiền còn lại ba mẹ gửi cho mười mấy triệu lận, thì lúc này bạn thấy số tiền dư ra và bạn thấy bắt đầu làm lãi rồi, nên là bạn cắt một khoản tiền, bạn mà nói là khoảng 6 triệu bạn đi mua một cái chiếc xe máy cũ để bạn chạy à. Các bạn thấy các bạn sinh viên này khôn ngoan không? Đó là tư duy của một người làm kinh doanh đó. Chúng ta phải biết tính toán và tiền tặng à. Và cái đơn đầu tiên là bạn nói là à, bạn tổng kết tháng đầu tiên đó là trong khi trừ chi phí ăn uống đồ hết đó là bạn lãi được 2 triệu. Bạn thấy đó, cái điều này nó rất là tuyệt vời. Tại mới mình làm tháng đầu tiên mà, rồi bắt đầu tháng thứ 2, tháng thứ 3 mọi thứ nó tăng lên à, doanh thu mọi thứ nó tăng lên, cái lợi nhuận của bạn nó tăng lên à. Bạn quyết tâm nữa, bạn kinh doanh online rất là hiểu về khách hàng, bạn quyết tâm bạn lên à, hồi đó bạn cũng có được Facebook rồi, bạn bán hàng trên Facebook à, rồi bạn lại đi tìm các cái nguồn hàng, bạn tìm các cái nhà may may theo yêu cầu và doanh số bạn càng ngày nó càng tăng lên à, thậm chí bạn lên các cái à, diễn đàn rồi đó, bạn lập các cái chuyên mục, bạn chuyên viết về thời trang thì khách nó càng đến càng nhiều à, cái việc kinh doanh bạn nói là nó đưa cho bạn doanh thu một tháng thấm thoát, gần một năm sau doanh thu bạn một tháng nó lên cả gần 200 triệu một năm à, và cái thời gian kinh doanh đó nó cũng giúp cho bạn à, quen được một à, người bạn trai và thế là thấm thoát, sau đó hai người có gia đình và sau đó bắt đầu là có bầu bì à, và bạn nói là bắt đầu bạn bận ra, sức khỏe bạn yếu, bạn không kịp à, gặp khách hàng à, mọi thứ đồ kia, thì bắt đầu cho tới năm 2015 á, là cái thời gian mà bạn phải bầu bì, cuối năm 2015 mà nói bạn phải bầu bì rất là nhiều, rồi bạn sinh con, trong thời gian đó bạn không kịp thì bắt đầu cái việc kinh doanh bắt đầu nó xuống, thì bạn không kịp chăm sóc khách hàng à, và khi mà xong vậy á, thì bạn nói là nó chỉ còn doanh số còn đâu đâu có 30-40 triệu thôi, và bạn nhớ lại, bạn tình cờ bạn lật toàn bộ những cái quyển tập lại bạn học và bạn biết rằng là à, không có gì hết, chúng ta cứ bình tĩnh, chúng ta tập trung lại, chúng ta làm lại. À, kinh doanh là chúng ta phải chăm sóc khách hàng, chúng ta phải nhiệt tình, và bạn nói là bắt đầu từ đó bạn gọi từng người khách hàng cũ lại, bạn chăm sóc lại à, bạn lên các cái trang bán hàng online, thương mại điện tử, bạn xem những cái mẫu nào mà người ta hay thích, rồi bạn về bạn đi tìm cái quầy hàng đó để bạn bán, chăm sóc kỹ nó như vậy à, và bạn nói là rất là vui cho tới bây giờ doanh số nó phục hồi lại à, cả gần 200 triệu rồi. Và bạn mở à, được một cái shop riêng ở trên đường à, Lê Văn Sĩ á, các bạn một cái shop riêng, bây giờ ra thương hiệu riêng, một cái shop thời trang riêng à, bạn nói là vì sao bạn gửi cái email này cho mình, bạn nói là đã lâu lắm rồi, từ năm 2011-2012 học xong rồi cũng không có dịp gặp lại mình, thỉnh thoảng bạn lên trên Facebook bạn xem những bài học của mình chia sẻ, thấy các anh chị thành công, bạn nói bạn vui lắm à, vì sao hôm nay bạn gửi cách đây mấy ngày bạn gửi cho mình, thì bạn nói nó như vậy nè à, mỗi khi á, mà bạn bế tắc gì á, thì bạn dở lại những quyển tập đó bạn xem, thì bạn bất ngờ ra rằng à, những cái gì đó hồi cái học nó nói hết trong tập đó rồi à, mà mình không chịu gỡ xem à, mình cảm giác à, mình bế tắc, nhưng mà khi mà dở lại hồi kia những gì mình ghi chép lại thì bạn thấy là đi làm nó rất là tuyệt vời và nó đúng như những cái bước vậy à, bạn thấy là cái công việc bây giờ mỗi ngày nó càng phát triển ra à, có gia đình, hồi giờ bạn cũng chưa biết đi làm công ngày nào, bạn có thương hiệu riêng, mọi thứ riêng à, và bạn biết chắc rằng sắp tới à, cái doanh nghiệp bạn nó phát triển ra, phải có nhân viên nhiều lên, thương hiệu lên, thì bạn cũng càng phải à, đi gặp mình nữa để giúp cho bạn à, xây dựng một cái doanh nghiệp lớn hơn, có thương hiệu bài bản ở Việt Nam hơn và cũng có thể đi ra thế giới à. Thì bạn nói là lúc này là cái lúc mà rất là bận rộn, rất là khó khăn, tuy nhiên khách hàng mà bây giờ nhân viên mới có cái 2 bạn à, bạn mong muốn là sắp tới sẽ có 5 nhân viên, 10 nhân viên, rồi bạn mong muốn sắp tới mở một cái xưởng may, không phải may lớn đâu, may đồ theo nhu cầu của khách hàng, đặt của khách hàng theo nhu cầu đặt của khách hàng. À, thì và bây giờ hàng của bạn đã được một cái số trang thương mại điện tử họ tới, họ ngỏ ý, họ kêu là họ lấy về họ bán trên đó, bởi vì họ thấy mẫu mã nó rất là tuyệt vời à, vậy thì vừa rồi mình kể các bạn cái câu chuyện
để các bạn thấy rằng, và chính các bạn này, bạn cũng nói rằng bạn cảm ơn những năm tháng, những cái tư duy nó gieo vào trong đầu bạn, và bây giờ nó làm cho bạn tự chủ về tài chính. Bạn nhìn lại và từ khi ra trường cho tới giờ 6-7 năm, những người bạn đã đi làm bây giờ bắt đầu là tuổi lớn rồi. Tuy nhiên các bạn đó bây giờ cứ tới nói với bạn rằng là chán quá, cái cảnh làm công chán quá. Phải chi hồi đó tao ra tao kinh doanh như mày. Bây giờ đã 28, 29 gì đó gì hết rồi, nghe bạn nói đó. Tại giờ đó tao ra tao kinh doanh như mày. Bạn thấy chưa? Mình kể cái câu chuyện này chắc chắn là bạn cũng hình dung ra một cái bức tranh gì đó trong cái suy nghĩ của mình. Đơn giản mình hay nói là chúng ta không thể làm công cả đời. Nó đơn giản vậy. Vậy thì làm gì để chúng đừng có đợi mình chán rồi mình mới nghĩ ra mình làm kinh doanh. Kiến thức đâu bạn làm kinh doanh, chúng ta phải tính trước. Hồi kia cái thời mà chúng ta đi học mà chúng ta muốn giỏi, chúng ta phải đi học thêm, bạn đồng ý với cái điều này chưa? Chúng ta phải làm bài tập ở nhà. Thì bây giờ bạn vào trường đời, bạn đã học xong đại học rồi, bạn muốn phát triển thì bạn cũng phải học thêm và bạn cũng phải làm bài tập ở nhà. Làm bài tập ở nhà là gì vậy? Như cái bạn gái này, bạn đã biết học thêm và làm bài tập ở nhà từ cái thời là sinh viên bạn chuẩn bị rồi. Ngoài cái việc làm chính kia thì cuối tuần buổi tối bạn lặn lội, bạn đi bán hàng. Cuối tuần bạn đi tìm những lớp kinh doanh, bạn tới training, bạn học những lớp về bán hàng, về marketing, về thương hiệu, ok, về đào tạo huấn luyện quản lý nhân viên, về online, về cách đọc vị người khác. Bạn học được những cái kiến thức đó, nó giúp cho bạn sau này bạn ra đời bạn rất là vững chãi. Cái kiến thức đó đã ở trong con người bạn rồi thì mỗi ngày nó mỗi lớn thêm. Đây là một chút cái câu chuyện mà một bạn gọi đến mình, đó là bạn Minh Lý, và mình chia sẻ đến bạn. Chắc chắn có những bạn có những cái nỗi niềm. Để thành công chúng ta cần sự nỗ lực, đó là cần phải học thêm và làm bài tập ở nhà. Những cái kiến thức mà bạn học trên nhà trường đôi khi nó vẫn chưa có đủ để bạn vận hành ở trường rồi. Bạn giờ hình chưa, cái kia là người gọi là trường học, còn cái này là trường đời. Trường học thì nó có những cái môn của trường học, và khi mà bạn học giỏi những cái môn của trường học thì bạn có gì ạ? Bạn chỉ có cái bằng. Trường đời nó có những cái môn của trường đời, và khi bạn giỏi trường đời thì nó giúp bạn có gì ạ? Có tiền bạc và tài sản. Ở đây mà nó là những cái quyển sổ đỏ mà nói vậy cho nó vui, nhưng mà công bằng nó là vậy. Ở bên đây là ký bằng, đúng không? Ký bằng. Còn bên đây là gì ạ? Những cái sổ đỏ. Nếu mà chúng ta học 3-4 năm này thì chúng ta lãnh được một cái bằng. Còn đây 3-4 năm nếu chúng ta làm tốt, chúng ta lãnh ít nhất là 1-2 cái sổ đỏ. Cái bạn như ra điều này nó là tuyệt vời. Cái này nó rất là ý nghĩa. Cái câu chuyện này chia sẻ với các bạn để các bạn thấy rằng nếu bạn là hình bóng trong câu chuyện, hoặc là bạn là giống như hình bóng của bạn này trước kia, thì bạn hãy cố gắng bắt đầu từ bây giờ. 3 năm, 5 năm, 7 năm nó sẽ đi qua rất là nhanh, để sau đó chúng ta không phải hối tiếc. Chúng ta hãy bắt đầu từ bây giờ. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.